Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chiến binh Sao Vàng. Hãy cùng chúng tôi đón xem và cập nhật các tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật trong 24 giờ qua. Đừng quên like video và theo dõi kênh để đồng hành và cổ vũ nền bóng đá nước nhà. 15 năm khuấy đảo V-League, cái tình của bố Hiển và vụ kiện ở Thanh Hóa. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson, tên đầy đủ là Samson Kajode Olaleje, quốc tịch Nigeria. Trước khi sang Việt Nam, anh đá giải hạng nhất ở Nigeria. Samson có bố là kỹ sư công nghệ thông tin, mẹ là giảng viên đại học. Bố mẹ anh từng mong con trai sẽ theo con đường học hành, nhưng cuối cùng đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Vợ Samson sinh năm 1989, kém chồng 1 tuổi, hiện đang kinh doanh thời trang và sinh sống tại Nigeria. Hai vợ chồng đã xa cách một thời gian vì dịch bệnh. Samson đã trải qua 6 đội bóng tại Việt Nam: Quảng Ninh 2007-2008, Đồng Tháp 2009-2011, Hà Nội 2012-2017, Quảng Nam 2019, Thanh Hóa 2020-2021, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2022 đến hiện tại. Nhưng không phải đội nào cũng đem đến cho anh trải nghiệm êm đềm. Bất đồng ở câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa là vết sẹo trong cuộc đời cầu thủ Samson. Chỉ cần trái gió trở trời, vết thương ấy lại nhừng nhức nhắc anh nhớ về quãng đường sự nghiệp không mấy bằng phẳng của mình ở đội bóng xứ Thanh. Dân Việt có cuộc trò chuyện với Hoàng Vũ Samson về bóng đá và 15 năm gắn bó với sân cỏ Việt Nam. Như góc khuất chưa từng kể trong một cuộc phỏng vấn: "Chào Hoàng Vũ Samson, cái tên của anh có gì đó thật đặc biệt, nửa Việt, nửa Nigeria. Tên thật của tôi là Samson Kanoje Alaleje, tôi sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Tôi yêu bóng đá từ nhỏ, bóng đá là hơi thở của tôi. Tôi đá cho đội hạng nhất Nigeria với cái tên đầy đủ của mình như vậy. Quãng thời gian đá cho Than Quảng Ninh rồi Đồng Tháp, tôi vẫn mang cái tên khai sinh của mình. Nhưng khi về Hà Nội thì bố Hiển, bầu Hiển đã khai sinh cho tôi cái tên mới là Hoàng Vũ Samson." Lúc đặt tên Việt Nam cho anh, bầu Hiển nói gì với anh về ý nghĩa cái tên Hoàng Vũ không? "Không, bố Hiển chỉ đặt tên cho tôi như vậy mà không nói thêm về ý nghĩa cái tên. Tôi trân trọng và yêu quý bố Hiển nên đã dùng cái tên ấy trên hành trình sự nghiệp của mình." Thông thường quan hệ giữa ông bầu cầu thủ là mối quan hệ cộng sinh của thành tích lợi ích, tức là anh có giá trị, anh xứng đáng với đồng tiền ông chủ bỏ ra thì anh được trọng dụng. Nhưng khi anh nghe anh gọi bố Hiển, hẳn mối quan hệ giữa anh và bầu Hiển phải có những thứ tình cảm lớn hơn mối quan hệ công việc. "Trong sự nghiệp cầu thủ, tôi có mối quan hệ thân thiết với hai ông bầu, bầu Hiển Hà Nội và bầu Hùng câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Bầu Hiển là người tâm lý với cầu thủ và hay chia sẻ với tôi nhiều chuyện trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó với bầu Hiển 8 năm. Có giai đoạn tôi gặp căng thẳng lớn ở Thanh Hóa thì bầu Hùng thường gọi điện chia sẻ với tôi và giúp tôi cân bằng lại cảm xúc, ổn định tinh thần trở lại. Bầu Hùng mỗi lần gọi điện cho tôi, ông thường quan tâm đến việc tôi ăn ở thế nào, tinh thần của tôi ra sao. Sự động viên kịp thời, giai đoạn tôi rất mỏi mệt ấy thật ấm lòng vì tôi ở xa gia đình." Quan hệ với bầu Hiển vậy, sao anh lại dứt áo ra đi đến câu lạc bộ Thanh Hóa? Anh từng đến đội bóng châu Âu nhưng bị hụt vì còn vướng nhiều điều khoản hợp đồng với Hà Nội. Vậy tại sao khi rời Hà Nội và sau này là Thanh Hóa, anh không tiếp tục thực hiện giấc mơ châu Âu của mình khi đã là cầu thủ tự do? "Như bạn biết đấy, tôi đã ở Hà Nội 8 năm rồi, một quãng thời gian không phải là ngắn với đời cầu thủ. Tôi cũng muốn thay đổi môi trường để tìm kiếm những trải nghiệm, cơ hội, thách thức mới cho bản thân. Đúng là trước đây tôi có giấc mơ đến châu Âu thi đấu, nhưng vì vướng hợp đồng nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Sau này là cầu thủ tự do thì tôi đang ở phong độ không tốt và những đội bóng nhỏ ở châu Âu mời chào không đủ sức hấp dẫn tôi nữa. Tôi muốn đến Thành phố Hồ Chí Minh, đây là mảnh đất phát triển nhất ở Việt Nam. Trải nghiệm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thật tuyệt vời, đãi ngộ tốt, đời sống tinh thần của tôi cũng được chữa lành ở môi trường bóng đá tuyệt vời này. Bóng đá Việt Nam đã nâng bước cuộc đời tôi, giúp tôi thỏa mãn đam mê và kiếm được tiền lương thiện." Lúc anh đang thi đấu ở hạng nhất Nigeria, cơ duyên nào anh lại chọn Việt Nam mà không phải quốc gia nào khác? "Đại diện của tôi Nigeria, làm việc với đại diện ở Việt Nam là anh Trần Tiến Đại. Bố tôi mong muốn tôi học hành đến nơi đến chốn và không muốn cho tôi theo sự nghiệp cầu thủ. Nhưng tôi vẫn chọn bóng đá và bố mẹ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Là một cầu thủ, tôi cũng muốn thử sức mình ở một môi trường bóng đá khác để phát triển bản thân. Vì thế tôi đã quyết định rời Nigeria đến Việt Nam và thấy hứng thú với lời mời này." Có một chuyện không biết là thực hay hư, Hoàng Vũ Samson đã có vợ và hai con ở Nigeria rồi, nhưng anh cũng có thêm duyên mới với một người phụ nữ Việt Nam để có tổ ấm đi về. "Đúng là khi mới đến Việt Nam, tôi có quan hệ với một người phụ nữ Việt Nam và có với nhau một đứa con. Lúc ấy vợ tôi Nigeria cũng biết chuyện này và cô ấy đã chấp nhận chuyện tôi có một gia đình nhỏ ở Việt Nam. Thế nhưng mối quan hệ của tôi và người phụ nữ Việt Nam đã kết thúc, con tôi cũng không may đã qua đời. Vợ tôi Nigeria cũng biết chuyện này."
hiện tại anh sinh hoạt tại câu lạc bộ hay thuê nhà ở ngoài. Đến với câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh 19 tháng, anh có mối quan hệ thân tình với cầu thủ nào không? Tôi thuê căn chung cư và sống ở ngoài. Tôi chỉ đến câu lạc bộ theo lịch tập. Tôi không có người đồng đội thân nhất vì tôi thân thiết với tất cả đồng đội trong đội bóng. Câu chuyện với câu lạc bộ Thanh Hóa là một trải nghiệm không mấy sáng sủa trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Chuyện tiêu cực ấy anh đã giải quyết xong chưa? Về cơ bản, chuyện giữa tôi và câu lạc bộ Thanh Hóa đã được giải quyết xong rồi. Đó là một trải nghiệm buồn sẽ đọng lại trong tâm trí tôi và làm ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi trong thời gian rất dài. Tôi đã phải đền bù hợp đồng cho câu lạc bộ Thanh Hóa để kết thúc mọi chuyện. Tuy nhiên, câu chuyện này VFF đã phân xử thiếu công bằng với tôi bởi câu lạc bộ Thanh Hóa còn nợ lương tôi nửa mùa bóng, mỗi tháng 12.000 đô la nữa, họ phải trả thêm cho tôi để kết thúc mới đúng. Ý tôi là anh đã xử lý dứt điểm với câu lạc bộ Thanh Hóa chưa? Thì coi như đã xử lý xong phần thiệt thòi về tôi mà thôi. Tôi đã đệ đơn lên FIFA nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi đã khoác áo đội tuyển nào là thi đấu hết mình, khát khao ghi bàn. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson được coi là cỗ máy ghi bàn của V-League, nỗi khiếp đảm của các thủ môn. 9 tháng đặt chân đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, anh ghi được mấy bàn thắng rồi, cảm giác phong độ của anh thời điểm này ra sao? Tôi đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong cảm xúc còn nặng nề tiêu cực ở câu lạc bộ Thanh Hóa, cộng với quãng thời gian không được ra sân khiến phong độ của tôi giảm sút. Tôi thức đêm nhiều, suy nghĩ mệt mỏi về những trải nghiệm ấy. Hiện tại tôi đã ổn hơn do môi trường thi đấu và đãi ngộ của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh rất tốt, chu đáo với cầu thủ. Tôi ghi một bàn trong trận gặp Thanh Hóa, một bàn trong trận gặp Sài Gòn FC. Phong độ của tôi giai đoạn này đã tốt hơn giai đoạn đầu mới về câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng để đạt tốt nhất thì chưa. Mức lương mà câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trả cho anh tốt hơn câu lạc bộ Thanh Hóa chứ? Thu nhập từ chuyển nhượng và lương thì có thể không cao bằng ở câu lạc bộ Thanh Hóa, nhưng đời sống tinh thần của cầu thủ thì tốt hơn rất nhiều. Tôi cũng đang nỗ lực lấy lại phong độ của mình, mùa này chưa tốt thì cũng là khởi đầu cho tôi ở mảnh đất dễ thở này. Nhưng tôi có niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn cho mùa V-League sau. Cá nhân tôi là cầu thủ, là tiền đạo, sứ mệnh của tôi khi khoác áo các đội bóng và sân là khát khao ghi bàn, lập công. Anh đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong tâm trạng không được tốt. Cơ quan chủ quản này cũng rối bời về nhân sự khi thay đổi huấn luyện viên Trần Minh Chiến bằng huấn luyện viên Triệu Việt Hoàng. Phong độ của đội bóng đi xuống khiến lãnh đạo đội bóng rất áp lực. Anh có cảm thấy áp lực nhiều không? Đội bóng nào cũng gặp vấn đề nội bộ của riêng họ sau mỗi mùa bóng. Nhưng vấn đề khó khăn không phải không giải quyết được. Họ chỉ cần có những cầu thủ tốt, phong độ cầu thủ tốt thì câu chuyện của câu lạc bộ sớm muộn cũng được giải quyết. Không mùa này thì đến mùa sau mà thôi. Việc thay huấn luyện viên Trần Minh Chiến bằng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, Hoàng Vũ Samson đến thành phố Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2022. 9 tháng thôi nhưng phải làm quen với chiến thuật của hai người thầy. Anh có cảm giác bị vênh về chiến thuật mà hai người thầy ấy chỉ đạo trên sân không? Tôi không nói về chiến thuật bởi thầy Trần Minh Chiến và Trương Việt Hoàng đều có những năng lực riêng để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên tôi nói ở góc độ cảm xúc chạm đến cầu thủ thì thầy Trương Việt Hoàng gần gũi, tâm lý, cởi mở với cầu thủ nhiều hơn. Đây là điểm cộng lớn nhất của thầy Trương Việt Hoàng. Có một sự thật là khi thầy Hoàng dẫn dắt đội bóng thì đội bóng thi đấu tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn, 3 trận ghi được 7 bàn. Nếu phong độ này duy trì từ đầu, chắc chắn chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Hoàng Vũ Samson và Lee Nguyễn là hai ngôi sao của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm xúc của anh khi câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đưa Lee trở lại. Không chỉ riêng tôi mà cả câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đều rất vui khi Lee Nguyễn trở lại thi đấu cùng chúng tôi. Đó là tin tốt lành. Có Lee Nguyễn, chúng tôi sẽ có những màn tấn công đẹp mắt đáng mong chờ ở V-League. Tôi cho rằng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đầu tư mời Lee Nguyễn trở lại thời điểm này là hoàn toàn xứng đáng. Đánh giá chung về V-League năm nay, anh thấy mặt bằng chung các đội bóng ở mùa giải 2022 mạnh yếu thế nào? Đội bóng nào thực sự mạnh khiến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh phải nỗ lực để giành chiến thắng? Do V-League 2021 bị hủy giữa chừng vì dịch bệnh nên phong độ thi đấu của các cầu thủ đều đi xuống. Các đội bóng trở lại thi đấu V-League năm nay, nếu họ thắng thì chiến thắng ấy cũng do may mắn nhiều hơn là thực lực. Ông Park Hang-seo hay lắm, ông đã giúp cầu thủ không biết sợ đội bóng mạnh hơn. Là cầu thủ ngoại binh thi đấu ở Việt Nam nhiều năm qua, hẳn là Hoàng Vũ Samson cũng theo dõi đội tuyển quốc gia Việt Nam chứ? Có chứ, tôi theo dõi rất kỹ là đằng khác. Đội tuyển trong 3 năm gần đây giữ vị trí hàng đầu Đông Nam Á. Trước đây vị trí đó thuộc về Thái Lan, Malaysia cũng là đội bóng mạnh, nhưng giờ Việt Nam đã vượt qua những đội bóng mạnh ấy. Anh nhìn nhận thế nào về ông Park và những điều ông đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam mấy năm qua? Anh ấn tượng cầu thủ nào của đội tuyển quốc gia? Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay đổi rất lớn cho bóng đá Việt Nam.
Điều tuyệt vời ông ấy làm được là giúp cầu thủ tự tin dù đá sân nhà hay là sân khách. Cầu thủ tôi tin rằng họ có thể đi xa hơn trong sự nghiệp của mình là Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Đức Việt Theo. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc và cậu ấy đã đến Pháp thi đấu. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện cởi mở thẳng thắn này. Chúc anh thi đấu thành công tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở cuộc phỏng vấn khác với ông bầu Cao Tiến Đoàn, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa, ông đã nói rằng Hoàng Vũ Samson là cầu thủ ngoại binh nhưng đã nhập quốc tịch Việt Nam nên việc xử lý những việc khiếu nại của cầu thủ này không thuộc về FIFA mà thuộc thẩm quyền của VFF. Hội đồng kỷ luật VFF đã xử lý có quyết định đầy đủ rõ ràng. Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã thanh toán cho Hoàng Vũ Samson thừa số tiền 17,9 triệu đồng. Cầu thủ này đã hoàn trả số tiền trên sau khi có phán quyết cuối cùng của VFF. Khi phóng viên hỏi bầu Đoàn về việc có hay không chuyện câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa nợ lương nửa mùa bóng với Samson không, mỗi tháng lương của cầu thủ này 12.000 đô, bầu Đoàn trả lời, tôi không cấm được Samson nói gì, chị muốn tìm hiểu sự việc hãy liên hệ với phía VFF. Cuộc phỏng vấn với ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson cảm thấy không phục trước phán quyết của VFF về việc chàng cầu thủ này phải bồi thường hợp đồng cho câu lạc bộ Thanh Hóa trước khi rời đi. Bởi theo Samson, câu lạc bộ Thanh Hóa còn đang nợ lương của Samson nửa mùa bóng. Mỗi tháng lương Samson được trả 12.000 đô một tháng. Lẽ ra câu lạc bộ Thanh Hóa phải trả thêm tiền cho Samson trong câu chuyện này mới hợp tình hợp lý. Vậy VFF căn cứ vào tính pháp lý nào để xử lý sự việc lùm xùm giữa cá nhân cầu thủ Samson với câu lạc bộ Thanh Hóa? Tranh chấp giữa cầu thủ Samson và câu lạc bộ Thanh Hóa gồm tranh chấp về tiền lương câu lạc bộ chưa chi trả và phí ký hợp đồng theo hợp đồng lao động giữa hai bên. Thứ nhất, về tiền lương giữa hai bên, Hoàng Vũ Samson và câu lạc bộ đã có buổi làm việc trực tiếp tại trụ sở VFF. Hai bên đã thống nhất thỏa thuận về số tiền lương câu lạc bộ chi trả và cam kết thực hiện theo đúng thỏa thuận này. Được ghi nhận theo biên bản làm việc có chữ ký cầu thủ và đại diện câu lạc bộ. Thứ hai, về tiền phí ký hợp đồng, tại buổi làm việc tại VFF, hai bên chưa thống nhất về tiền phí ký hợp đồng. Do vậy, cả câu lạc bộ và cầu thủ có đơn đề nghị VFF giải quyết dứt điểm tiền phí ký hợp đồng và đề nghị đối trừ phí ký hợp đồng với số tiền lương trên. VFF căn cứ theo yêu cầu của hai bên, các quy định liên quan và thỏa thuận tại hợp đồng lao động của hai bên để ban hành quyết định giải quyết tranh chấp. Sau khi đối trừ, cầu thủ có nghĩa vụ thanh toán cho câu lạc bộ. Hiện tại, tiền đạo Samson đã gửi khiếu nại sự việc lên FIFA. Là đại diện VFF, anh có nắm được thông tin này không? VFF có động thái nào tiếp theo để cho cầu thủ ngoại thấy được phán quyết của mình hoàn toàn đúng cả tình và lý? Cầu thủ hoặc câu lạc bộ có quyền khiếu nại và đưa tranh chấp đến FIFA để giải quyết, đồng thời các bên phải tuân thủ những điều kiện và quy định của FIFA để giải quyết tranh chấp. VFF không có quyền can thiệp đến khiếu nại của cầu thủ lên FIFA, đồng thời VFF tôn trọng quyền khiếu nại của các cầu thủ về những tranh chấp liên quan tới hợp đồng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Trong trường hợp FIFA ban hành phán quyết về vụ việc, VFF tôn trọng phán quyết của FIFA và đảm bảo thực hiện phán quyết đó theo đúng quy định.